Mình chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn những cô chú anh chị và mấy đứa cháu đi chuyến này đi trải nghiệm nha. Chào cả nhà. Chào đại gia đình mình nha. Nguyên đại gia đình luôn. Đi xuống này đi trải nghiệm, gặp con gì bắt con nấy để mà ghi hình lại cho cả nhà xem nha. Hy vọng hôm nay sẽ được may mắn. Hôm nay là đông quá trời đông rồi. Có cô Tiên đó nè. Cô Tiên. Rồi xuống tới đây thì mình gặp được cái hàng cua nè cả nhà. Để mình mở hàng bắt luôn cả nhà ơi. Từ 2000 tới giờ là 3 tuổi rồi, tội gì nữa. Có, em là để làm chín bơ rồi. Ủa vậy nhìn giống 23 tuổi quá vậy. Thôi hư quá, cảm ơn anh nha. Kính đi cô. Vui quá. Cứ thả từ từ cái này nó cô vô đi. Bắt con cua không mà cầm cái này dơ. Không dơ mà mẹ cầm nó. Té, con địch bắt chứ vậy. Đúng rồi cả nhà ơi. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Có con cua. Con cua nè. Có đứng trong kìa kìa tay cua xa đám đó. Cái này con vô coi không? Đấy. Có cua đầu tiên nha. Thử coi. Quá. Hay quá. Cua kìa. Cua đâu? Con cua đây đây, bắt con cua. Ủa nếu mà nói hàng hơn. Ô kìa con cua. Đừng la lớn. Kìa con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua. À con cua. Quá. Hay quá. Quá. Cầm nào nó không kẹt lên. Ờ cầm vậy đó. Bắt cua rồi. Quay. Ok ok. Quá con cua. Quá. Đầu tiên nha. Mừng quá cả nhà ơi. Mừng quá cả nhà ơi, con cua đầu tiên mình rồi. Chưa tới chỗ đi săn bắt nữa mà mình tới đây mình bắt được rồi. Một ngày may mắn rồi đó. Đi ra bắt tiếp đi chỗ khác rồi con đi ra. Đó, mình đi vô cái đề đó. Đi vô trọng tiếp. Rồi, bây giờ mình dắt mấy cô với lại mấy anh chị đi đây nè. Ăn cua nhiều lắm á. Ở đâu? Tàu đi qua một cái tàu này. Đi qua đây cả nhà. Đâu cậu mất cậu không? Cậu nhẹ á. Em giỏi quá này, kìa được kỹ không ta? Chút nữa thôi, đừng nào, chút không bằng đừng lội. Không bằng đừng lội. Ơi. Khoan đi, bắt lại rồi, ngồi đó đi, đợi đi. Dớp cả nha. Đang con. Quá trời lạ, quá trời. Anh con à. Anh con à, ở vô 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 con. Ồ, dợp nó nổi lên luôn rồi. Ừ. Trời ơi, ông chú ở đâu đâu vậy? Thiệt con dợp kìa quá chừng kìa. Mấy con hả? Mấy con rồi, mấy con rồi. Trời ơi. Mấy có dợp à. Có dợp nè. Cua, nè, cua. Nè con. Cua cả nhà. Ốc nát gì nó cũng luôn rồi. Mẹ đang đau để chứ. Mẹ đang đau. Nó cũng đang đau. Con nó bị tổn thương trầm trọng mà. Con không bị tổn thương gì. Ừ, sao không? Thấy vào sâu đạo mà có con cua. Trời ơi, còn hàng gì hàng hổ của tôi nữa trời. Thì có đầu nó mớp hết miếng rồi không sao. Dài phải dòng dài phải trồng tu lại. Ê, rồi. Ê, quay lại. Chưa mấy bác chưa đi mấy con đi đâu vậy? Mệt đuối kìa. Đó. Nó chơi vui chứ giờ lại. Chú em thấy con kìa, thấy đâu đây? Đúng không, đúng không? Đúng không con? Con thôi là con. Biết hàng họ còn lát kiểm tra cho nó. Con được rồi. Dấu chân nè, kìa kìa. Dấu chân nè. Đây nè. Sâu dữ nè. Chút người dày rồi sao đem xem mà vậy? Không có đem đồ hay hả? Có đem đồ hay đâu. Tôi nhà anh Hòa tắm. Ý là từ đây về nhà anh Hòa phải đeo chiếc xe. Cỡ đồ ra luôn, mày vô đừng mày cởi mày thay thay chỗ đi. Dạ cái nhà. Rồi cua này nó có cái nhà. Chim lòng nó chầm bằng.
thấy từ nhỏ không? Ngon luôn nha. Em đi cái nha. Mình nghe anh dẫn mình rồi. Đây, con dợp cái nha. Thôi dợp này nó ngán ngựa. À, nổi lên trên luôn rồi. Ba con dược đây, ốc len nè cả nhà. Đây dược nè. Dợp này nhìn dễ thấy nha. Đi vô đây chỉ dợp rồi Tiên ơi. Ôi nằm khơi đã không? Ngon lành rồi. Vô đây chỉ dợp rồi Tiên ơi. Ở đây cứng dễ đi nè. Hả? Cũng có cũng được. Thằng em nữa nè. Nổi trên luôn. Nghe giật tự vui cái nha. Chậm lấy nổi đi. Đi kiếm người lòng vậy đó. Đi khắp người xuống mới thấy nè. Thôi giật ở đây có đóng không mới thấy sao vậy? Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Có giật đó. Đỏ hả? Đem về chân. Cho con. Ai gì? Đó là chỗ mình hổm mà là sao anh? Chỗ mình trong kia kìa. Xích lại tới đặng hả? Ờ. Trời ơi, có này. Có đi giật là đây chỉ nè. Đây. Nằm khơi. Qua đây khô quá. Nè. Nó lún lên dễ quá rồi. À cái bữa nay mình bắt ngày là dễ á. Cái thường thường là nó kìa. Con nó kìa. Đâu. Quá tay ơi. Kìa con nè. Đó nè. Đó. Hai con. Anh đi anh cứ nhìn thấy ụng trống nhìn nổi lên. Vô đây nè con. Quá trời luôn nè. Bò xuống đi bò. Đâu rồi, cái con này bắt nó rồi. Cái này bắt cho gái tôi nó bắt. Để chút nữa chỉ đi. Ừ. Thấy chỉ. Giờ hôm nay nằm khơi rồi. Trời ơi. Nè. Vô đây. Thấy mà không được nè.
đây chỉ bé bắt nè. Đó đi con. Nè con thấy dợp đâu nè nè. Nó giờ con móc lên. Dợp đưa lên cho cả nhà xem. Nè lại đây nè bắt con nữa nè. Là kia con quá lại. Con này nhầm con nằm khơi vậy nè con lại luôn. Con coi. Đó nằm nhầm con thấy gì con môi nó lên. Trời ơi đây hai con luôn anh ơi. Đó. Ở ba con luôn. Kìa. Chú bắt ba con kìa. Đó nè bé bắt được ba dợp luôn đó nha. À, đi qua đây đi con. Đây ba con nằm chỗ luôn nè. À, đây con nữa nè. Hai con luôn nè. Ở đây có dợp rồi. Đây vô ổ dợp rồi nè cả nhà ơi. Quá tay ơi. Nè nè. Ở đây quá trời mà. Anh lại coi hai dợp nằm cặp. Hai vợ chồng đó đó. Hai con nằm cặp. Đây nữa nè cả nhà. Ừ đó. Thôi lúc tay rồi. Quá trời quá đất. Bắt đi ba con gì con. Đi nè. Có ai muốn coi dợp nữa không? Kìa lúc dợp rồi. Con coi dợp ra đây chỉ ba con nè. Cái gì? Này lúc tay rồi. Đang nằm hai con ăn đâu hút đi à. Nó quẹt một cặp luôn nè anh này đúng cặp đây con ngon rồi kìa cái bé đi bắt dợp đó nha đó nè, con khum xuống á ừ con khum xuống luôn khum sát sát xuống con không thấy đường luôn là đây nè là đây chú Hòa chỉ nè ba con nè đây con là con gái nè ở đây mà có sình nó luôn nè thấy không con nhìn đi nhìn nè đây con đó nè thấy không chị mo lên đây nè môi lên đọt tay xuống môi lên luôn sâu xuống sâu xuống à, cái con này cái con này sao mà móc được. Đó, à. Sao có hai chị móc đã móc rồi thì con rồi đây con nè nè con này móc dễ nè con móc con này trước đi đi qua luôn bây giờ cứ nè con móc vậy nè con chọt xuống cái lỗ vậy nè đó con môi nữa nè ừ đó sâu xuống nè chỗ đó nè vậy đó đây nè ba con chỗ này nè á đè con cua vậy được không nặng không nặng không nặng bỏ vô trong túi chú nè kìa bỏ vô bao kìa bỏ bao chú nè nè bỏ vô con bỏ vô nó có miệng bao đó bỏ vô ừ đúng rồi nè đây chỉ ba con nè lại chú Hòa chỉ cho bắt ba con nữa kìa rồi bỏ đi con ngay chỗ này bốn con nữa nè hai con luôn nãy giờ tự đưa con bắt được chưa dạ chưa chưa hả không có tìm nè chú con đi con tìm miếng đất vậy nè sâu vô con bỏ vô chưa đó hay không đó nhìn thấy đó nè qua đây bắt đi qua đây bắt nè trời nè nè nằm cái kế không đó nè lụm nó lên đằng đó con kìa nằm khơi nữa kìa đó là bắt đây chú bỏ túi nè rồi đi để con đi khỏe đi từ từ thôi mà nó ngon nó làm chi sao nó không tôi chui tui. Tại vì khô quá trời nắng á đất khô quá nó trôi lên nè vòng vô đây nè cái chỗ Linh á đây đi móc móc rồi tự có dợp rồi nhìn cái kỹ là có à. À mình nhìn ra được một con chỗ đó giờ mình dán nhìn nữa đi nó nằm vòng nó đó nè thấy không mình nhìn ra được con rồi mình dán nhìn lát hồi nó ra nữa Hai em.
Có chưa? Có rồi. Ok. Tiên ơi. Đây nè. Đây. À. Nè. Giờ cho bá luôn. Bò qua. Ừ. Coi. Ở đâu kìa tiên? Đâu? Đó. Gặp của em hả? Vậy mà con không thấy nữa mà. Chỗ qua cái gì? Vậy mà con. Chỗ qua vậy mà con không thấy nữa mà. Đồ còn dữ hả? Ờ. Con ký nằm dưới mí đất đó. Nhìn đã đời luôn chứ bộ. Nằm khơi thì không nói gì. Dạ. Bắt được mấy con à? Hả? Bữa nay em bắt được nhiều hơn hôm bữa hả? Nhiều hơn là 5 con không? Hơn. Hơn chứ. Đây con, đây con này, hai con nè. Đâu? Nữa. Đâu rồi. Sao thấy hay quá vậy? Đâu đây nè, đâu. Đâu nè, đâu. Đơn giản, đúng không? Sao không cọp nữa không? Chứ không có to hả? Cắt xuống vô đi. Đâu? Đâu cái thuốc nè. Đâu? Đâu miết. Đó như hai con là kiếm vòng vòng nè, nhìn theo cặp. Đi qua bắt ba con nữa đi, giờ đi ơn không bắt được gì á. Lọc bỏ vô ly, có ly. Nè, bỏ ly đi. Bỏ ly ra phê coi. Ủa, đường này em mới đi qua mà. Cái đầu đâu không rồi, em mới tím. Ừ, em mới đi qua, em dậu. Ra đâu thì ngồi đó, nhìn qua đây. Nè, đúng không? À. Đúng không? Rồi đây, giờ đại gia đình là chuẩn bị đi ra nè cả nhà. đang đi ra nha. Đây một tốp, đằng đây một tốp nè. Cô đi lên đây nè. Cô đi lên đây nè, đi cho khỏe. À đi lên dạ. Đây, đang chuẩn bị trên đường ra nha cả nhà. Sao đâu? Nắm tay ba nè. Nè con anh hai đi kìa. Kìa ơi. Nắm tay ba. Đi một mình luôn. Khỏi cần nắm. Đi. Đó thấy anh hai giỏi không? Đây, hai qua trước đi. Đó con nhúc chân nhanh lên là nó không có lúng à. Hai qua trước đi. Nhúc chân nhanh lên, đi nhanh lên. Ừ. Đó vậy rồi. Đó, ừ đúng rồi. Nhanh lên. Đi tới đâu cua bò ra tới đó. Rồi, tới bên đâu? Qua nhanh lên. Bắt hai đã bị dính trưởng. Leo. Đi qua đi con, đâu có lúng gì mấy đâu. Ừ đó. Chơi đâu rồi? Giỏi chưa? Ó chạy kìa. Lên bờ, đừng chạy xuống dưới nữa. Ừ, chạy lên. Qua đây. Qua đây luôn nha. Qua ở đây hả? Đây mày. Dạ. Đây. Ba đứa là phải cộng. Đâu đây? Leo lên. Đúng rồi. Bước lên đi. Trời. Con trâu của tôi đã đưa tôi lên bờ rồi. Hay quá lắm, kêu ba là con trâu của tôi luôn kia thiệt. Đó, bé nè, bé này giỏi lắm nè. Thôi cha đi theo luôn đi. Trước. Bé này giỏi lắm á. Đi xung phong đi trước. Qua trước. Ba cổng con đi đó. Đi ngang qua. Ừ đúng rồi. Sao đâu? Không. Dễ ợt mà. Ê, còn một cái hộp chưa thành công luôn ba. Còn cái sao nữa? Còn con cầu kia nữa. Cầu kia nữa đó. Rồi, thành nước. Cái cầu mà lung rắc á. Rồi. Nó đẹp. Đó, đồng qua đây. Ở đây nó hơi trơn, con đi lên mấy cái mắt á. Đây là cái mắt của nó nè. Nè cái mắt này thấy chưa? Đó, đợi chút. Cố lên con. Tới rồi, tới chỗ rồi. Tới rồi, có gì đâu. Rồi, Ken chạy cái tay khích lệ từ thằng mấy Ken đó. Rồi. Yeah. Rồi. Yeah. Hay quá. Ken ơi. Ken chạy khó tay.
Hay quá Ken ơi, sao chú lên. Hay quá Ken tới bờ rồi. Từ 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 để chú vô chú đứng đây vậy vậy. Chú gì? Đó, bước qua, bước chân qua, đúng rồi. Đừng để đá vô phút bù giờ chứ. Lên. Nữa coi trường bác hai té xong à. Con giỏi quá. Cô tìm đi. Cảm ơn con. Qua bệnh lấy vỏ hả? Trời. Ra để đây ngon giữa giữa dợp cái. À đã đi rửa luôn mà phải không? Nóng quá. Nó bị nào tới đây còn có mình té không? Không. Té chứ vậy. Còn có mình á. Dạ. Làm cái bạch. Dạ có chứ. Cái phải làm cái. Chú cần quay giùm chú không? Dạ khỏi khỏi. Dạ. Dạ, cái nước nó mặn chứ nó không có mặn gì mấy. Cũng sinh tồn gì đó. Ha. Ừ. Đó giờ mình bắt đầu mình nướng dợp rồi cả nha. Đây. Còn cô thì thử trước trải nghiệm thử trước con dợp nướng rồi. Sao cô? Ngon quá, ngọt ngay luôn. Cô nhai chút nó thanh thanh nó ngọt ngọt thanh thanh. Rồi, chút nữa có nước chấm vô nữa. Quá anh em mình đi bắt ngày hôm nay nữa. Còn cái này là thành quả rồi cả nhà. Mấy con cua nha. Hai con cua. Nhưng còn một tí trong đó hai ba con lòi. Rồi ốc len nữa. Đây thì anh em mình nãy có đốn được quả dừa, ăn dừa. Con đó là của Victorinox. Đâu. Này tại hào cái đồ đồ hết luôn. Đó, mày có cái nằm trái dừa đã ha. Có khoan nữa nè. Đó, nó chấm kìa, nó chấm vô kìa. Đây, 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 hàng tới nó chấm, thật thật, đi qua đây ăn con. Mấy sáng mình đi tới nhứt cái nách không cô? Mấy cô chú anh chị đi tới ba chiếc xe hơi luôn cả nhà. Xuống đậu đã quẩy. Trời ơi, anh coi. Đây, ăn cái vỏ nghe cái gì đi. Đây nó đừng, nó chấm được á. Đó, còn đây qua đây ăn con. Đúng rồi, đó, anh chế ra từ miếng miếng, anh chấm à. Chú kêu mát là ngồi đây nắng như tiếng. Chứ dạ. Nướng ở đây thì kinh qua đây chứ giờ sao. Ủa, rồi, nó khói. Sao kinh qua kinh lại được nóng chết bà. Nó khói. Nắng lắm. Còn mấy mình chờ cho nó chín một hồi đi. Giờ cái mình dọn rồi mình ăn. Nó chảy mà. Ừ. Ăn đi, ăn đi. Đó, ăn lấy ra ăn đi. Ăn cho nó đã đi. Ăn cho nó nóng lắm, nó không có bị chế ra nữa. Là chế ra mở một hành ra nước chấm ra nữa. Nói công chuyện này. Đang nóng cho ăn cho nó ngon. Này móc cái vỏ này. Hốc nước hả? Không chứ. Có không hả? Có không chị? Ngon quá. Hư hư rồi. Ui, đó. Nước ngon lắm hả? Nước mặn mặn, nước mặn mặn mà con nhai vô nó ngọt ngọt. Ăn ăn ăn. Nước đây đừng bỏ nữa. Bỏ tiên đi. Bỏ quá. Mặn mặn hả anh? Đó. 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 À, mấy con này nó khô nè. Có nhậm con sò mặn quá, cát không? Không có nguyên cát nữa. Đây mà móc cho. À. Cho cô ăn cái con hơi chín chín đi anh. Con đó mà mình thanh niên. Hả? À hơi tái đó. Vậy cô khoái phải không? Khoan, từ để móc cái con. Ngon quá. Ngon con. Đây, từ từ để chấm nè. Con lấy cái tay ấy, con nải này nè. Con nải nhắn miếng thịt này. Nè đó, nhắn miếng thịt này, cái nhắn thêm miếng thịt này nữa rồi da con nè. Quá. Giờ con ăn đi. Quá trời ngon rồi. Ăn vô. Ăn vô. Ừ, đó. Sao con có tanh không? Sao? Không tanh ngon. Nhất cái nách. Ừ, chọc. Đây. Đừng có quay. Mày cô nãy giờ cô ăn thấy ngon miệng con vui quá. Ngon quá hả? À. Con dập nó mập ú luôn. Mời cả nhà nha. Không được to nhưng mà dục vẫn bự. Rồi vô cái này lên. Mời cả nhà. Quay cho cô con nè. Giờ thành viên lớn tuổi nhất trong team hôm nay. Thôi cô ăn rồi con ăn đi con. Cô đi như không có, mà quay với cô. Quay lên mời cả nhà cùng ăn con. Nè. Quay clip với cô ơi. Đây đó. Cái đó ngọt. Nè. Trời ơi bên trong như thế này nữa. Trời ơi. Con chịu chơi quá ha. Hút cái nước đó luôn đi. Ờ cái nước đó nước chấm hả? Chấm. Rồi chế vô. Đó, giờ nướng ăn liền gì mới đã rồi cả nhà. Ôi ngon quá à. Còn rất là nhiều nha. Cà nó không vô phải anh? Cà nhiều lắm. Ủa nãy mình còn quải nữa, tốp nữa. Tốp đó không vô thôi, coi như mất phần. Ngon quá. Trời ơi mập quá, ngon quá chừng luôn. Chấm mình làm thấy ngon quá nè. Quá ngon luôn. Rồi chan miếng quá. Đúng 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 đúng. Đó. Đó đúng rồi. Chấm từ thánh đây là xuống chấm thần thánh. Rồi vô cái đi. Rồi. 2 3 1 2 3 vô. Vô 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 vô. Chậm quá. Sao nghe. Lại không? Chưa. Vô. Nhỏ xuống đây nè con. Mình bưng cái hũ bằng chân trang. Nè cho con này, cho con xuống, cho con xuống, con xuống. Con to nữa. Nè cho con to nè. 1, 2, 3, vô. Chào cái gì đó. Chào cái gì. Chào cái gì. Hôm nay có thanh niên lâu năm nữa. Đây đây. Thanh niên lâu năm. Để clip tiếp theo. Giờ hôm nay mấy anh em mình đi vậy là cũng rất là vui rồi nha. Tại vì cái quần cua thì cũng phải cần cái thời gian.
Còn con dợp này thì mình vô mình làm liền được. Nhanh còn lẹ. Đó, cá lòi cũng vậy, mình câu cũng phải chơi. Thôi hôm nay cảm ơn anh Hòa đã nhiệt tình ha. Giữ nguyên một đoàn mà leo nhau lóc nhóc này vất vả lắm chứ bộ. Nếu mà muốn đi cho đã thì phải có lực. Có lực như là mình trung niên thanh niên rồi đó. Đúng là rồi. Đi có lực là đi mới chơi giữ mới có đồ nhiều. Dạ. Dạ. Rồi, cả clip của anh em mình tới đây cũng cảm ơn ngay cả nhà. Rồi chào tạm biệt mọi người đi. Hẹn cả nhà tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Đây. Rồi, chào cả nhà luôn nha. Rồi. Đầu bếp, đầu bếp. Này. Đây là đầu bếp chính. Giờ còn khá là nhiều cả nhà. Cua rồi cũng còn nhiều lắm nhưng mà mình nướng từ từ cả nhà ơi. Đó, đến đây không có nè. Kéo đồ cho khói.